Lâm Đồng khuyến cáo người dân không đưa tiền cho nhân viên đo đạc, lập bản đồ dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị thi công dự án tăng cường quản lý đối với đất đai, quán triệt nhân viên tuyệt đối không nhận tiền của người dân và hứa hẹn những việc không đúng quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc, các huyện cùng 7 đơn vị, đề nghị chấn chỉnh trong thi công dự án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh, gọi tắt là dự án. Theo lãnh đạo sở, có thông tin phản ánh trong quá trình thực hiện việc đo đạc, lập bản đồ thuộc dự án có hiện tượng nhân viên đo đạc nhận tiền của người dân. Trong khi đó, kinh phí triển khai dự án được sử dụng 100% ngân sách nhà nước, người dân không phải nộp bất kỳ khoản kinh phí nào. Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và các huyện chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các phường, xã, thị trấn phổ biến cho người dân biết. Đối với 7 đơn vị thi công dự án, Sở đề nghị quản lý tốt đội ngũ nhân viên thực hiện dự án trên địa bàn. Quán triệt nhân viên tuyệt đối không nhận tiền của người dân và hứa hẹn những việc không đúng quy định. Tuyệt đối không tự ý điều chỉnh ranh giới phân định đất nông, lâm nghiệp và ranh giới sử dụng đất của các chủ rừng. Đối với những vị trí có sự bất cập giữa ranh giới theo hồ sơ pháp lý so, với thực trạng sử dụng phải tổng hợp báo cáo chủ, đầu tư và địa phương xem xét xử lý. Cũng liên quan đến dự án này, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định số 747 trên QĐTTR ngày 13 tháng 6 năm 2023 để thanh tra công tác đấu thầu và thực hiện dự án. Đoàn thanh tra sẽ kiểm tra, xác minh khối lượng đã thi công công đoạn xác định ranh giới, cắm mốc, đo đạc bản đồ thuộc gói thầu số 5 trên địa bàn 4 huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đà Hu Quai và Cát Tiên. Cảm ơn bạn đã theo dõi bản tin của Bất Động Sản Đà Lạt Vũng Tàu.